Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Sơn Mỹ TV. Số ca nhiễm ở Sóc Trăng tăng cao khi phát hiện 289 F0 mới, trong đó có đến 98 ca cộng đồng. Số ca khỏi bệnh xuất viện trong ngày 145, số ca cộng dồn đến thời điểm hiện tại là 4.329, số ca tử vong trong ngày là 1, cộng dồn 54, số bệnh nhân đang được điều trị và cách ly 2.598. Tiêm ngừa vaccine 18 tuổi một mũi là 87,5%, tỷ lệ 18 tuổi hai mũi là 17,8%. Như vậy là đứng thứ nhất hiện tại là huyện Trần Đề. Số ca mắc đến hiện tại là huyện Trần Đề là 2.233, thị xã Vĩnh Châu đứng thứ hai 1.117, đứng thứ ba Mỹ Xuyên 768, thứ tư là Kế Sách 706, thứ năm là Mỹ Tú 506, thứ năm thành phố Sóc Trăng 362, thứ sáu Châu Thành là 330, thứ bảy Ngã Năm 301, và huyện Long Phú đứng thứ tám 282, huyện Thành Trị đứng thứ chín 242, huyện Cù Lao Dung đứng cuối cùng 134. Sóc Trăng tái thiết cập chốt kiểm soát, tăng cấp độ phòng chống dịch do ca nhiễm cộng đồng tăng cao. Trong khi Bình Thuận, Sóc Trăng cho tái lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, Bình Phước, An Giang, Bạc Liêu nâng cấp độ phòng dịch do mắc COVID-19 cộng đồng tăng cao. Ngày 6 tháng 11, ông Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, những ngày gần đây, số ca mắc trên địa bàn tăng nhanh, nhất là ca bệnh trong cộng đồng. Theo ông Tân, ngày 3 tháng 5 năm 2011, số ca mắc trong cộng đồng trên địa bàn ghi nhận là 357 trường hợp. Riêng sáng ngày 6 tháng 1, Phan Thiết có 103 ca ghi nhận mắc mới. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết quyết định từ 0 giờ ngày 8 tháng 11, thành phố áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 4, vùng đỏ. Chốt kiểm soát dịch được tập trung ở Phan Thiết rất là nhiều. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thiết cũng quyết định từ 0 giờ ngày 7 tháng 1 tái lập chốt kiểm soát dịch trên các cửa ngõ thành phố. Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng yêu cầu người dân hạn chế ra đường. Tỉnh này cũng tái lập 3 chốt kiểm soát cửa ngõ giáp Bạc Liêu, quốc lộ 1, đường Quảng Lộ Phùng Hiệp và Nam Sông Hậu. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước quyết định từ 0 giờ ngày 6 tháng 11, thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và huyện Trơn Thành dừng phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ được phép bán mang về. Động thái trên được đưa ra sau khi ở 3 địa phương này xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, trong đó có nhiều trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Tỉnh Hậu Giang cũng quyết định từ 0 giờ ngày 6 tháng 11, người dân không được ra đường kể từ 21 giờ đến 4 giờ hôm sau. Tỉnh này cũng quyết định tạm dừng các dịch vụ ăn uống tại chỗ và chỉ bán mang về. Tại tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Sở Y tế đã trao triển khai thí điểm nhiều chị F0 ở nhà ở phường thuộc thành phố Phan Rí, Tháp Chàm và hai xã thuộc huyện Ninh Thuận. Theo Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, để được phép điều trị tại nhà, F0 không phải có triệu chứng tâm sàng, không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, đã tiêm 2 liều vaccine, một mũi sau 14 ngày, hoặc trẻ em trên 1 tuổi, người trên 50 tuổi không có bệnh nền. Trước diễn biến phức tạp của dịch, các tỉnh Bình Phước, Khánh Hòa, An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng yêu cầu quản lý chặt người về từ các tỉnh địa phương khác. Trong đó, tỉnh Bình Phước yêu cầu người đến về địa phương từ vùng dịch cấp độ 2, cấp độ 3 thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An phải xuất trình giấy chứng nhận âm tính còn hiệu lực, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày. Sóc Trăng xét nghiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng diễn biến phức tạp với số ca lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng nhiều, để tránh lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa có công văn chỉ đạo tổ chức xét nghiệm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh. Theo công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng ngày 6 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu đã yêu cầu thủ trưởng cơ sở, ban ngành, mặt trận, hội đoàn thể, cơ quan của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc thuộc thẩm quyền quản lý, để chủ động tầm soát, ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Như vậy là kênh Sơn Mỹ TV đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi kênh Sơn Mỹ TV, và các bạn nhớ đăng ký kênh Sơn Mỹ TV ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.